Chị tính chị phía nay chị đi nè. Tính phía nay à, em nói vậy rồi là chắc là chị thất vọng rồi, tối nay chị đâu ngủ được đâu. Trời ơi, bây giờ mình chuẩn bị sẵn sàng đi, chuẩn bị làm vòng rồi son phấn rồi sẵn sàng đi, tới hồi mà thấy cô kia vừa ở ngoài cửa, cô chú Năm đi về là mình đây, mình ở ngoài rồi mình tốn vô liền. Bà chỉ nói em nghe nè, bây giờ không cần thiết đâu. Bây giờ hả, đi lên tới tới ngay chỗ Cần Thơ đó, rồi cái coi vô cái tiệm nào đó, cái mình vô đó mình trang điểm luôn hả, chứ đừng có đi ở đây lên rồi mình đi tới chỗ là nó mồ hôi nó nấy ra rồi thấy ghê lắm. Làm y như con lạnh đi, con lạnh vậy đi đi tới chỗ cái bắt đầu cái lao mặt cái test vô vậy đó, chị thấy nó làm. Tới đâu rồi, nay em thấy cái vụ cái anh Tư Sầu Riêng gì đó. Tư Sầu Riêng anh Bốn Sầu Riêng á. Dạ bây giờ chị chuẩn bị chục cây vàng chưa? Chục cây vàng có sẵn rồi. Chục cây vàng có sẵn rồi, vậy là ngày mai đi, ngày mai là hai chị em mình xuống nhà anh Tư Sầu Riêng nha. Xuống nhà anh Tư, xuống nhà anh Năm. Xuống nhà anh Tư Sầu Riêng chứ, chứ anh Năm Sầu Riêng là chị bích cửa rồi chị. Hôm nay là nghe có một cái cô gái mới vô nhà của chú Năm Sầu Riêng, và chú Năm Sầu Riêng đã dẫn cái cô gái nó đi tham quan vườn sầu riêng nữa rồi. Nhưng mà nó đâu có vàng đâu mà sợ, trời ơi. Đó, nghe nói cái cô gái nó trẻ mập mạp rồi, ngon lành lắm, tướng tá ngon lành. Không lẽ con tiền. Đó, cho nên là em nói chị là chắc cho chị chắc không có cửa rồi, bích cửa rồi chị ơi. Ờ, vậy giờ rồi là sao? Rồi bây giờ biết sao đây, bây giờ mình chưa... Mình chuẩn bị vàng đi, mình chuẩn bị vàng, mình xuống chú Tư Sầu Riêng đi chứ Năm Sầu Riêng là biết cho là chị có vô được không. Mà anh Tư Sầu Riêng thì với anh Năm Sầu Riêng là hai anh em có một kèo à? Hai anh em hả? À, hai có một kèo đó, có một mình ổng đó. Em ơi, có chuẩn bị lừa rồi, giật lại đi. Chị hả chị? Thôi vậy hả? Mình cứ xuống mình gặp anh Tư Sầu Riêng thử coi. Thử coi ảnh là như thế nào mới được, thử coi. Thử coi phải ảnh không? Không, chị nói tại vì sao mà nói vậy nè. Tại vì anh Năm Sầu, anh Dương Văn Năm này nè, là ảnh đi lên trên thằng Tiến Sông Nước á, ảnh đi tiễn vợ, em biết không? Rồi ảnh vô ảnh tiễn vợ xong rồi là bây giờ nó lòi ra đó là anh Tiến Sông Nước đặt cho ảnh là anh Tư, anh Bốn Sầu Riêng đó. À, là đó, rồi bây giờ là đừng có ấy nhà giớ vô rồi là coi như là anh Tiến Sông Nước đặt là anh Bốn Sầu Riêng, như sự thật ra ảnh là anh Dương Văn Năm đó. Rồi ok chị, rồi như vậy thì càng tốt luôn, bây giờ thì mình cứ tiến thẳng vào anh Năm Sầu Riêng luôn. À chứ còn bên kia là coi như Chợ Nổi với bên Phong Điền là vô cầu chữ Y á, là vô trỏng rồi, nhiều khi vợ người ta rửa quýnh ra chạy không kịp á. À, dạ thôi mình vô anh Năm đi, chứ là gần đâu có vô kia được. Như vậy thì chị trước khi mà chị vô chú Năm Sầu Riêng là chị phải tô điểm lại cái nhan sắc lại nghe, phải cho nó phải đi make up lại cho nó lên, cho nó đẹp, nó hơn cái cô kia mới được chứ thôi là chị ra rè nữa là chị không có la rầy ấy mà em út. À dạ chị nói em vậy đi, bây giờ là hả, nếu mà không được thì mình nằm đó chờ đi coi hả, như kèo đó đi ra thì mình nhào vô liền, chứ bây giờ chị không thể nào tưởng tượng được là coi như là nó bao quanh rồi ở ngoài miền Bắc miền gì đó nó chứ đâu phải là có một con đó đâu. Rồi con tiền gì đó, tiền gì lên ghi hình rồi thì coi như là tùm lum hết, chứ đâu phải một mình con đó đâu. Rồi con giữa Sài Gòn nữa, trời ơi chuyến này ảnh đắt quá em ơi. Đó, coi như là hơn là tôm nữa. Tôm thì nó bán ngoài đường nó còn ế nhẹ, chứ còn cái này chuyến này hàng của ảnh, hàng độc lạ hay gì đâu á. Trời ơi trời. Đó em thấy đắt quá cho nên là sợ chị là không phải dành giật cái loại đó người kia kịp, cho nên là chị
phải trước khi đi qua chú Năm Sầu Riêng là chị phải nhớ mang theo đủ 10 cây vàng và chị phải make up cho nó đẹp lên mới được. Chứ thấy là con nó hot girl đúng không? Dạ. À, chị thấy bởi chị suy nghĩ sao mà chuyến này sao mà anh Năm sầu riêng nó bằng cùm tay mà nó vậy, mà bên kia là sầu riêng là một mùa vậy là 20 mấy tỷ em ơi. Cái bên anh kia kìa, mà nguyên cái biệt thự bự lắm, em thấy biệt thự không? Kênh nào vậy? Thì bên bên kênh của thằng Tiến Sông Nước đó, bên này nổ thì bên kia nó cũng thả bơm ra, em hiểu không? Trời ơi quá trời trời. À, bơm của nó trái nào nấy bự bự hơn, bơm của mình nó hầu như B40 luôn á. Bây giờ là làm sao mình lũ đạn làm sao mình chọi lại nó hả? Không có sao chị, mình lũ đạn nhưng mà mình có nhờ có miếng đất xéo là mình thu hút mấy ổng hết trơn à. À còn cái kia là nó sầu nó tới 20 mấy tỷ lần em ơi. Rồi bây giờ hả, xéo xiết gì bây giờ hả, là coi như là thấy ở gần đó là bốn năm con năm cái em đã ra đi hết rồi. Rồi Cẩm Dân gì ở Cần Thơ. Rồi chị Lành, rồi con chị Vi gì ở Hậu Giang. Rồi hết thảy là qua ảnh cho ra đi là hết thảy là 5-6 rồi đó. Rồi còn dài dài nữa, rồi trời ơi bây giờ hả là sắp hàng mà nó cũng ngang ngửa với anh Tư biệt thự xương rồi đó. Mà chưa có sầu riêng á, phải có sầu riêng nữa thì chắc thôi có môn mà đứng dài dài thự ngoài đầu đường vô quá. Mà chị nói em thấy sao, thấy ảnh thấy anh Năm thấy tội nghiệp quá à. Tối ngày cứ là hả YouTube lại cái neo lục lạc vô ảnh hoài vậy, rồi ngày nào hôm đó tới nay á là bộ phim dài tập này quá chừng luôn á, không có bộ phim nào mà như là như vậy hết trơn á. Ngày nào cũng có leo cái mic, ngày nào cũng đeo mic mà anh đeo kiếc rồi á, nó sợ ảnh đi lạc hay gì á, đeo lục lạc đang đi tới chỗ này chỗ kia đang sợ, không sợ lạc ảnh đúng không? Hả? À, lại coi như là chơi lục lạc, lại là chơi lục lạc không à. Rồi là coi như là cái bộ phim này á hả là nó còn dài tập nữa hả, ảnh cứ hả đi tới đâu rồi là coi như quay tới đó, đi tới đâu quay tới đó. Ok ghê vậy, mấy thằng này nó chuyến này là bộ nó thất nghiệp dữ lắm, sao mà nó vô canh cứ hả anh năm không à, em thấy không? Rồi hả là ổng nói ổng sợ mấy người nước ngoài á, là tội nghiệp nó nhịn đói nhịn khác đi, cho nên là nói đặng cho nó có like có view. Rồi gốc của có quay view thì gốc của rồi hả là 2-3 thằng đó lại, rồi coi như là hết con lành rồi, còn tới con lành rồi giờ tới con Cẩm Dân vậy là nay được em khác nữa rồi hả em? Cẩm Dân hả, em cũng chưa có nắm rõ đó chị. Nhưng mà chị thấy là cái em nó mặc cái áo đen, bộ đồ đen hay gì đó. Cẩm Dân mới chia tay. Còn chị Cẩm Dân bữa nay là chỉ được 5 triệu trả nợ rồi, em thấy ngon lành không? Phải không chị? À, có là thằng gì đó, thằng Toàn Lê đó hay gì đó đem lại. Rồi coi như là thằng đó đem lại 5 triệu. Ủa, cười té 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 tét bữa nay đẹp quá chừng luôn á. À, rồi thôi bây giờ hả là mày ly dị vợ rồi thì thôi bây giờ mày rước nó luôn đi, chứ vợ anh Năm ảnh cũng có hàng mới rồi, đâu còn cần thiết gì tới Cẩm Dân nữa đâu. À, bây giờ rốt cuộc rồi hả là kể như là vậy là xong rồi đó, coi như là chuyến này là chị thua cuộc rồi đúng không? Dạ. À, thì coi như là vàng đồ cất nó đi để dành chừng nào mà hả ấy bên kia nó vừa nhảy ra mình ban vô liền vậy đi, chứ bây giờ sao giờ mà sao mà chị tính chị phía nay chị đi nè, tính phía nay đi em nói vậy rồi chắc là chị thất vọng rồi, tối nay chị đâu ngủ được đâu. Trời ơi bây giờ mình chuẩn bị sẵn sàng đi, chuẩn bị vàng vòng đồ son phấn rồi sẵn sàng đi, tới hồi mà thấy cô kia vừa ở ngoài cửa chú Năm đi về là mình đây mình ở ngoài đường mình tốn vô liền. À, mà chị nói em nghe nè, bây giờ không cần thiết đâu,
Bây giờ hả, đi lên tới tới ngay chỗ Cần Thơ đó, rồi cái coi vô cái tiệm nào đó, cái mình vô đó mình trang điểm luôn à, chứ đừng có đi ở đây lên rồi mình đi tới chỗ là nó mồ hôi nó nấy ra rồi thấy ghê lắm. Làm y như con lạnh đi, con lạnh vậy đi tới chỗ cái bắt đầu cái lau mặt cái tét vô vậy đó, chị thấy nó làm rồi em hiểu không? Đi đi tới nhà chú Năm luôn hả chị? Đi tới nhà ngoài đầu đường đó, rồi cái bắt đầu nó lấy khăn nó lau mặt lau đồ, rồi cái bắt đầu nó tô vô vô cái ảnh ôm ảnh hung, coi như là coi như là bất kể luôn, coi như là anh này ảnh có cái phốt của ảnh là hả, ảnh gặp đàn bà là ảnh chơi liền luôn, coi như là bất chấp ảnh cứ là mấy thằng YouTube nói anh Nam sát vô chụp, rồi bắt đầu là kéo vô, rồi là coi như là hung hung lên tiếng đàng hoàng luôn. Rồi chị nói nghe chiều này thằng Lê Nguyễn nó bị cái bà ở bên Pháp nó chửi nó quá trời luôn, trời bà nói kêu bằng không tưởng tượng luôn á, táp táp rồi cái hả Tiếng Việt hả chị? bà phản là bà nói bà phản nộ thằng Lê Nguyễn nè, bà nói coi như là chuyện của người ta mà là đi tới hỏi này kia kia nọ, hỏi sổ đất hỏi sổ này kia kia nọ, bà còn chửi nó. Chị nói nghe phải gặp Lê Nguyễn chứ gặp chị tắt mẹ cho rồi đi, sao mà gì đâu mà dữ quá trời luôn vậy. Mà bây giờ hả ổng, mà bây giờ ổng như vậy phản đối là coi như kịch liệt cho ổng, mà ổng rốt cuộc ổng cứ ổng sống gì đâu mà đi tới đâu là hả nó nói ôm hung cái ổng, ôm ổng hung. Rồi chị hỏi em như con lành á, con bây giờ hả là bữa chị A Xin nó cũng xuống với ổng rồi đó, cho nên bây giờ hả chị vậy là chắc có lẽ là chị đợi chừng nào mà cái đám này mà nó ấy, mà em thấy rõ là có người đàn bà lại không, Dạ có mà chị. sao mà bởi vì chị nên mà lại hồi nào sao em, chị nghĩ là coi như gian ra thì mình bữa phía nay chị đi là chắc cứu rồi, ai nhà đâu giờ vậy nó phỏng tay tên chị rồi ta chắc là không biết giờ sao giờ, rồi sao rốt cuộc rồi cái thằng 78 77 gì nó nói 9 giờ á chị đợi nó ngày nay nó cũng không cho chị biết là có con nào hết trơn vậy trời. Hồi chị điện chị hỏi nó nói là 9 giờ ngày nay á, là chị đợi từ hồi sáng tới giờ mà nó đâu có điện lại cho chị, nó nói để nó lại anh Năm á là nó xin số điện thoại cho chị đặng chị qua lại kết nối với anh Năm Sầu Riêng đó, thấy không tụi bay kỳ cục quá trời luôn, gần giờ sao hả. Thôi chị cứ yên tâm đi, để cái gì mai mai cái em dẫn chị xuống vô nhà chú Năm, cái bắt đầu cái mình thấy cái cô kia vừa ra cái mình chạy vô liền. Rồi vậy rồi chị cũng nhờ em giúp giùm chị rồi thôi nha, rồi chị ấy có gì chị ấy chị chờ cưng, rồi anh Năm mà có nghe clip này á thì coi như là anh Năm điệp cho em rồi chị em mình đi nha, chứ giờ thì chị cũng trông nhờ em thôi, chị cũng có nhiều ấy thôi, giờ chị cũng chúc em gia đình em dồi dào sức khỏe nha, rồi có gì rồi em điện cho chị nha, rồi mời chị em mình đi nha, rồi chị chờ em nha. Dạ, Rồi, ok chị. chị chào. Dạ, video của em đến đây xin kết thúc, và có những thông tin nào mới em sẽ cập nhật gửi đến các bạn chị mình cùng xem. Và các bạn chị xem video thì có những bình luận, tôi muốn bình luận gì đó thì cứ liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình nha. Em xin chào và hẹn gặp lại các bạn chị mình vào video lần sau ạ. Cuối video chúc tất cả các bạn chị trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống.